Aquasaline, chuyên gia ngăn tiết mồ hôi và khử mùi hôi vùng nách đến từ châu Âu. Thưa quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ của chương trình Sống Vui phát sóng VTV2 Đài Truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta sẽ bàn tới một vấn đề nhiều người quan tâm, đó là những cái vấn đề khó chịu ở vùng nách, ví dụ như là mồ hôi này hoặc là mùi hôi cơ thể rất là khó chịu. Nhiều người nghĩ rằng là những vấn đề này chỉ xảy ra khi mà thời tiết nóng bức mùa hè, nhưng mà đấy là một cái quan điểm rất sai lầm, bởi vì chính trong khi mà thời tiết lạnh hoặc là mùa đông thì cơ thể của chúng ta vẫn có thể gặp phải những cái vấn đề khó chịu này. Và đâu chính là giải pháp mà để chúng ta có thể giải quyết được những vấn đề đó, và nguyên tắc như thế nào trong quá trình chúng ta điều trị? Câu trả lời sẽ được đến với chương trình ngày hôm nay qua sự hiện diện của chuyên gia Trần Thị Thanh Nho. Chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ chuyên gia. Xin chào MC, xin chào các quý vị khán giả. Vâng, xin kính chào chuyên gia đã nhận lời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Và bây giờ thưa quý vị, mời quý vị hãy cùng theo dõi những thông tin mà chúng tôi chia sẻ trong phóng sự sau đây. Tinh bồn có tác dụng kép cho hiệu quả kéo dài. Thưa chuyên gia Trần Thị Thanh Nho, ở vùng nách của chúng ta ấy, thì nhiều người gặp phải cái tình trạng là có mùi hôi khó chịu này, hoặc là bị ố vàng vùng nách áo. Dù có rất là nhiều biện pháp nhưng mà không phải là lúc nào người dùng cũng có thể nói không với những cái tình trạng trên. Vậy thì với tư cách là một chuyên gia da liễu, bác sĩ có thể chia sẻ cho quý vị khán giả biết là chúng ta phải áp dụng những nguyên tắc nào để phần nào giải quyết được những cái vấn đề khó chịu nêu trên ạ? Vâng, câu hỏi rất hay, bởi vì chúng ta muốn trị bệnh gì cũng phải biết được cái nguyên tắc cơ bản để phải nắm được. Thế thì muốn trị được cái căn nguyên gây cái bệnh hôi nách này thì nguyên tắc đầu tiên là chúng ta phải biết được căn nguyên gây bệnh là do cái gì. Tức là chúng ta biết được là căn nguyên gây ra cái mùi hôi nách là do tăng tiết cái mồ hôi vùng nách cộng với lại những cái vi khuẩn gây mùi, nó làm chuyển hóa các thức ăn gây ra cái mùi hôi nách. Chính vì thế cho nên nguyên tắc thứ hai, muốn trị được cái hôi nách này thì chúng ta lại phải tìm được sản phẩm có tác dụng kép, vừa trị được cái chứng tăng tiết mồ hôi ở cái vùng nách ra và vừa phải diệt được cái vi khuẩn gây mùi để cho nó không phát triển được. Và cái nguyên tắc thứ ba, để tránh cái sự thâm sạm ố vàng nách áo thì chúng ta không được sử dụng những cái sản phẩm mà nó có tính chất là nó có những cái thành phần hóa học, như ví dụ sử dụng những cái cồn, những cái hương liệu bay hơi, bởi vì chính cái những cái cồn, cái hương liệu ấy để làm át cái mùi đi, nhưng mà nó lại khi bay hơi nó lại để lại cho da mình bị khô, thâm sạm, và đồng thời là nó cái tác dụng nó rất ngắn. Và cái nguyên tắc thứ tư là chúng ta phải biết được là cái sản phẩm ấy có nguồn gốc xuất xứ phải rất rõ ràng, và tìm hiểu được đã được kiểm chứng ở trên lâm sàng rồi và được các chuyên gia đánh giá cao và được những cơ quan có thẩm quyền cấp phép cho lưu hành. Và cái nguyên tắc thứ năm là sản phẩm ấy nên được sử dụng phải là sản phẩm chiết xuất hoàn toàn từ các thành phần từ thiên nhiên, để khi chúng ta sử dụng lâu dài nó không có ảnh hưởng gì đến trên cơ thể chúng ta. Vậy thì chuyên gia có thể chia sẻ cho quý vị khán giả biết là chúng ta có được những cái giải pháp như thế nào để giúp người bệnh gặp phải vấn đề là hôi nách này, da mồ hôi vùng nách không còn phải e ngại nữa nhưng mà vẫn đảm bảo 5 cái nguyên tắc nêu trên ạ? Để đạt được thỏa mãn những cái nguyên tắc mà tôi vừa đề ra ở trên thì hiện nay trên thị trường chỉ có cái sản phẩm Aquasaline là một sản phẩm được nhập khẩu hoàn toàn từ châu Âu, và nó đã được đưa vào thị trường Việt Nam, được các cái cơ quan có thẩm quyền cấp phép và cho sử dụng và đạt hiệu quả rất cao. Và nó đạt được hiệu quả cao nhờ cái thành phần sau đây. Cái thứ nhất là cái thành phần mà aluminium là thành phần nó được chiết xuất từ nhựa của cây hương nhu. Và chính cái thành phần này nó có tác dụng là nó ngăn cái tiết mồ hôi, nó tạo thành như một cái lớp gel ngăn ngừa để cho ngăn tiết mồ hôi không ra ở cái vùng này. Và cái thành phần thứ hai ở đây là chúng ta sẽ thấy là cái thành phần chiết xuất từ những hoa cúc, mà hoa cúc chính là nó có một cái tính chất là kháng sinh rất là tốt, nó ngăn chặn cái vi khuẩn gây mùi phát triển. Và cái thành phần thứ ba ở đây chúng ta sẽ thấy là chiết xuất từ cái tinh chất cỏ và có cả vitamin B5 ở đây nữa. Tiền vitamin B5 ở đây nó giúp cho làm dịu da và giảm kích ứng. Và cái vấn đề thứ tư ở đây là nó có cả cái thành phần D-antenol, là những cái thành phần nó có tính chất là làm chống viêm, giảm kích ứng ở cái vùng da, tránh cái tình trạng thâm sạm vùng nách mà không phải sử dụng đến bất cứ những thành phần cồn hay hóa chất bay hơi nào cả. Chính bởi vì nó có những thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên như thế mà nó lại không cần đến bất cứ một cái hương liệu cũng như một cái cồn phụ trợ nào để làm áp đi cái mùi đặc trưng ở cái vùng nách. Cho nên nó không gây bốc hơi, nó cũng không gây khô, thâm sạm nách áo. Và đồng thời Aquasaline nó có thể vừa tác dụng nhanh nhưng lại vừa kéo dài, và chúng ta có thể yên tâm khi sử dụng lâu dài mà không
nhờn cũng như không bị bít dính, cũng như không gây thâm sạm và ố vàng nách áo. Vừa rồi thì chuyên gia có nhắc tới một cái sản phẩm đó là lăn nách, dưỡng mỹ phẩm Aqua Celine với 5 đặc điểm rất là tuyệt vời, đó là không mùi, không cồn, không gây nhờn rít này, không ố vàng nách áo và cũng không làm thâm sạm vùng da dưới nách. Vậy thì chuyên gia có thể tư vấn cho quý vị khán giả biết là sử dụng cái sản phẩm này như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất ạ? Đã có một cái sản phẩm tốt như thế thì chúng ta lại phải có một cái cách sử dụng thế nào để nó đạt hiệu quả một cách cao nhất. Thế thì đây là cái thành phần nó thẩm thấu ngấm trực tiếp, cho nên là bạn lại phải làm sạch cái vùng nách ấy đi. Thế thì chúng ta có thể là, thứ nhất là một tuần bạn có thể tẩy da chết ở cái vùng nách ấy một lần. Hoặc là đơn giản chúng ta có thể sát một chút chanh thôi để làm sạch hết tất cả, cho nó thông thoáng cái vùng nách áo, để cho cái dược chất có thể thấm được vào trong cái lỗ chân lông của nách và nó phát huy hiệu quả một cách tốt nhất. Và cái thứ hai nữa là chúng ta không nên chà sát mạnh quá và không dùng nước nóng quá để làm kích thích dễ bay hơi ở cái vùng nách, làm cho da nó cũng dễ bị khô. Và đồng thời chúng ta nên mặc các quần áo thoáng mát, kể cả trong mùa đông chúng ta cũng vẫn nên sử dụng cái sản phẩm Aqua Celine này để cho trong nách của mình luôn luôn khô thoáng và không bị các cái mùi. Và đồng thời kể cả những người như chúng ta mà không bị cái vấn đề về mùi hôi ở vùng nách thì chúng ta cũng nên sử dụng hàng ngày, bởi vì nó sẽ giúp cho nách mình khô thoáng. Và một cái chú ý nữa, khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm lăn nách Aqua Celine này là chúng ta phải sử dụng đúng đối tượng, ví dụ như là nam riêng, nữ riêng, và đối với lại những người mức độ nặng nhẹ khác nhau. Nhưng riêng đối với nam giới thì những cái sản phẩm của chúng ta khi sử dụng nó sẽ được hiệu quả trong suốt 72 giờ. Và nữ giới nếu như nhẹ, chúng ta chỉ cần sử dụng những sản phẩm chỉ trong vòng 24 giờ thôi. Và những cái người mà nặng mùi hơn thì chúng ta sử dụng sản phẩm chuyên biệt để nó đạt được hiệu quả trong 72 giờ. Thì các bạn hãy chú ý cho tôi là chọn đúng cái đối tượng để chúng ta sử dụng sản phẩm cho nó được hiệu quả nhất. Aqua Celine lăn nách không mùi đến từ châu Âu giúp giảm tiết mồ hôi và khử mùi hôi nách kéo dài đến vài ngày. Với thành phần từ thiên nhiên và đặc tính không mùi, không cồn, Aqua Celine không gây thâm nách, không gây ố vàng nách áo. Lăn khử mùi Aqua Celine gồm có 3 sản phẩm chuyên biệt cho từng giới tính và từng mức độ da mồ hôi, mùi hôi nách, nên sử dụng thường xuyên, lâu dài để đạt hiệu quả tốt nhất. Sản phẩm phù hợp cho cả những người không gặp tình trạng da mồ hôi hay mùi hôi nách. Aqua Celine lăn nách không mùi đến từ châu Âu, nay có thêm dung tích 20ml. Nhờ có Aqua Celine, lăn nách dược mỹ phẩm không mùi, không cồn đến từ châu Âu mà tình trạng vùng nách của mình đã nói không với mùi hôi và mồ hôi nách. Khi mà mình bắt đầu bước sang tuổi dậy thì cơ thể của mình ra rất là nhiều mồ hôi cũng như là cái mùi hôi rất là khó chịu. Đặc biệt là mình rất là lo lắng khi tình trạng mà này không xảy ra ở những mùa hè mà cả mùa đông lạnh, thì cơ thể không có mồ hôi nhưng mà lại rất là có mùi hôi khó chịu ở vùng nách. Điều này đã khiến mình cảm thấy rất là mất tự tin khi mà mình tiếp xúc ở những nơi đông người và mình cảm thấy rất là xấu hổ nữa. Nhưng mà từ khi mà mình sử dụng lăn nách dược mỹ phẩm Aqua Celine đến từ châu Âu không mùi, không cồn thì mình cảm thấy tự tin hơn. Ngay từ lần sử dụng đầu tiên thì vùng nách của mình đã cải thiện rất là nhiều và không còn mồ hôi nữa và đã hết mùi luôn. Hiện tại thì mình đang sử dụng và duy trì đều đặn 1 đến 2 lần một tuần để thoát khỏi cái tình trạng mà bị thâm vùng nách nè, hay là bị ố vàng nách áo. Thưa quý vị, như vậy là dù mùa đông hay mùa hè thì cơ thể của chúng ta cũng hoàn toàn gặp phải những vấn đề rất là khó chịu ở vùng nách. Và với những chia sẻ của chuyên gia Trần Thị Thanh Nho ngày hôm nay, hy vọng là quý vị và các bạn đã cảm thấy thoải mái hơn, hạnh phúc hơn khi tìm ra được những lời giải đáp rất là tuyệt vời. Đến đây thì chương trình của chúng tôi xin được kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Nếu còn thắc mắc, quý vị hãy gọi điện tới tổng đài 1800 558889 hoặc số hotline 0896 509 509. Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư về hòm thư sungkhoeacong.bacsitưvấn.vn. Ngoài ra, cũng có những thông tin chúng tôi chia sẻ rất rõ ràng và chi tiết ở trên website bacsitưvấn.vn. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi xin kết thúc tại đây. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị. Lời khuyên của chuyên gia: 5 nguyên tắc giúp nói không với mùi hôi, mồ hôi vùng nách. 1. Muốn trị hết mùi hôi vùng nách, cần phải trị căn nguyên ra mồ hôi nách. 2. Muốn trị mồ hôi nách, dùng lăn nách tác dụng kép, ngăn mồ hôi, khử mùi hôi và tác dụng kéo dài trên 24 giờ. 3. Muốn tránh thâm sạm, khô da, mụn viêm thì cần tránh lăn nách chứa cồn, hóa chất, hương liệu. 4.
chỉ dùng lăn nách có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được Bộ Y tế cấp phép lưu hành tại Việt Nam và được đơn vị dược phẩm uy tín phân phối. 5. Chỉ dùng lăn nách có thành phần tự nhiên, an toàn, đã được kiểm chứng lâm sàng. Aquasalin, chuyên gia ngăn tiết mồ hôi và khử mùi hôi vùng nách đến từ châu Âu. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy nhấn like, chia sẻ và đừng quên nhấn subscribe để nhận được những video mới nhất từ kênh nhé.